Hùng Dũng, Văn Quyết trở lại tuyển Việt Nam. Hai cầu thủ kỳ cựu của câu lạc bộ Hà Nội nằm trong danh sách được huấn luyện viên Philippe Chu triệu tập cho đợt tập trung tháng 9. Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng và tiền đạo Văn Quyết đều vắng mặt ở đợt tập trung tháng 6. Lúc đó, Hùng Dũng chưa hồi phục sau mổ ruột thừa, còn Văn Quyết đang thụ án treo giò từ ban kỷ luật VFF. Dù nghỉ 8 trận vì án kỷ luật liên quan đến hành vi đẩy trọng tài, Văn Quyết vẫn là cầu thủ nội ghi bàn tốt nhất V-League 2023, 9 bàn. Thủ quân câu lạc bộ Hà Nội chỉ đứng sau 3 ngoại binh là vô phá lưới Rafaelen, John Clay và Bruno Cantan. Hiệu suất không 69 bàn mỗi trận cũng là thành tích cá nhân tốt nhất với anh tại giải. Cùng trở lại đội tuyển lần này còn có Nguyễn Đức Chiến và Dương Văn Hào, Viettel. Văn Hào từng được lên tuyển thời huấn luyện viên Park Hang-seo nhưng không trụ lại trong danh sách cuối. Tiền vệ sinh năm 1997 cùng lứa Quang Hải, Tiến Linh dự FIFA U20 World Cup 2017. Anh được đánh giá tài năng nhưng gặp chấn thương nặng gãy chân năm 2018 khiến sự nghiệp bị gián đoạn. Công Phượng và Văn Toàn tiếp tục góp mặt dù không thi đấu chính thức ở câu lạc bộ hơn 2 tháng qua. Huấn luyện viên Philippe Chu từng khẳng định không muốn lãng phí tài năng của cặp tiền đạo trưởng thành từ Hoàng Anh Gia Lai nên tiếp tục trao cơ hội. Những cầu thủ mới gồm hậu vệ trái Hoàng Thái Bình, 25 tuổi, Thanh Hóa, tiền vệ Phạm Văn Luân, 24, Công An Hà Nội, tiền đạo Vũ Quang Nam, 31, Hà Tĩnh, hậu vệ phải Phạm Trung Hiếu, 25, và tiền vệ cánh Nguyễn Hữu Sơn, 26, Hải Phòng. Tiền vệ Phạm Văn Luân từng được Sài Gòn Fan Club cho đội hạng 3 Nhật Bản Fan Club Rikyu mượn mùa trước. Sau khi Sài Gòn Fan Club giải thể, Văn Luân chuyển tới CAHN. Tiền vệ Hữu Sơn cũng chuyển từ Sài Gòn đến Hải Phòng và thường xuyên đá chính. Cặp hậu vệ Thái Bình, Trung Hiếu dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm có mùa giải thi đấu hay cùng Hải Phòng để Á quân V-League 2022. Sau đó Thái Bình hết hợp đồng cho mượn và trở lại Thanh Hóa thi đấu. Trong khi đó, tiền đạo kỳ cựu Quang Nam của Hà Tĩnh sở hữu lối chơi mạnh mẽ và càng lướt. Đội tuyển sẽ tập trung từ ngày 1 tháng 9 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ VFF đến ngày 12 tháng 9. Đội có một trận giao hữu gặp Palestine vào ngày 11 tháng 9 tại sân Thiên Trường. Trong khoảng thời gian này, huấn luyện viên Chu Si phải làm thêm nhiệm vụ ở đội U23 ở vòng loại U23 châu Á 2024. Đội lần lượt chạm trán Guam ngày 6 tháng 9, Yemen ngày 9 tháng 9 và Singapore ngày 12 tháng 9 tại sân Việt Trì, Phú Thọ. Danh sách đội tuyển Việt Nam. Thủ môn: 3 Đặng Văn Lâm, Bình Định; Phạm Văn Phong, Viettel; Nguyễn Đình Triệu, Hải Phòng. Hậu vệ: 9 Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Bình, Viettel; Đỗ Duy Mạnh, Bùi Hoàng Việt Anh, Hà Nội Fan Club; Đoàn Văn Hậu, Hồ Tấn Tài, CAHN; Hoàng Thái Bình, Thanh Hóa; Phạm Trung Hiếu, Hải Phòng; Quế Ngọc Hải. Tiền vệ: 12 Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Đức Chiến, Dương Văn Hào, Trương Tiến Anh, Viettel; Nguyễn Hữu Sơn, Triệu Việt Hưng, Hải Phòng; Nguyễn Quang Hải, Phạm Văn Luân, CAHN; Lâm Ti Phong, Lê Phạm Thành Long, Thanh Hóa; Đỗ Hùng Dũng, Hà Nội Fan Club; Nguyễn Tuấn Anh, Hoàng Anh Gia Lai. Tiền đạo: 7 Nguyễn Văn Quyết, Phạm Tuấn Hải, Hà Nội Fan Club; Nguyễn Tiến Linh, Bình Dương; Nguyễn Công Phượng, Yokohama Fan Club; Nguyễn Văn Toàn, Seoul Airlines; Đinh Thanh Bình, Hoàng Anh Gia Lai; Vũ Quang Nam, Hà Tĩnh. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.